Chào mọi người đã trở lại với kênh YouTube của công ty Thiết Kế Mã Vạch. Thì ngày hôm nay Việt sẽ giới thiệu mọi người một dòng máy quét mã vạch để bàn DS9208 của hãng Sepra. Thì sau đây Việt sẽ cùng mọi người sẽ xem có gì bên trong này nhé. Sau đây Việt sẽ mở hộp sản phẩm DS9208. Đầu tiên chúng ta có máy quét. Kế tiếp là sắp hướng dẫn. Và cuối cùng là dây cáp. Bây giờ Việt sẽ tiến hành kết nối máy quét với máy tính. Đầu tiên chúng ta sẽ gắn một đầu kết nối vào máy quét. Và sau đó chúng ta sẽ gắn đầu kết nối còn lại vào máy tính thông qua cổng USB. Như vậy là việc kết nối đã thành công, chúng ta đã thấy tín hiệu điện xanh. Và bây giờ mình sẽ tiến hành quét thử chiếc máy quét mã vạch DS9208. Ở đây Việt là có sẵn bản mẫu những mã vạch 1D và 2D. Bây giờ chúng ta sẽ quét trước những vết mã vạch 1D. Và bây giờ chúng ta quét với mã vạch 2D. Chúng ta thấy rõ ràng là với mã vạch 1D và 2D, chiếc máy quét DS9208 vẫn quét rất tốt và rất nhanh. Chúng ta kết thúc demo ở đây. Như vậy vừa rồi là chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm chiếc máy quét mã vạch DS9208. Chiếc máy quét mã vạch DS9208 phù hợp với các nhu cầu thanh toán ở các siêu thị bán lẻ, được đặt trên các vị trí cố định trên bàn. Nếu mọi người có thắc mắc hoặc cần mua về sản phẩm này thì hãy liên hệ qua số hotline 1900 3438 hoặc truy cập vào các đường link ở bên dưới. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Hẹn gặp mọi người ở video sau. Tạm biệt. We'll be right back.